sư phụ khai thị ba phương cách giải thoát có ba cách để giải thoát tôi đã đề cập đến cách thứ nhất là cầu nguyện cầu nguyện là cách dễ nhất quý vị cứ tin vào một vị thánh và cầu nguyện ngài để được gia trì và giải thoát và khi rời khỏi thế giới này quý vị sẽ được cứu rỗi cách thứ hai là thọ pháp với một vị minh sư và bản thân quý vị trở thành minh sư Điều này dĩ nhiên lý tưởng hơn, vì quý vị còn có thể cứu được gia đình của mình và những chúng sinh khác nữa, không chỉ bản thân. Cách này cao quý hơn và cũng là điều thượng đế hoặc minh sư kỳ vọng nơi chúng ta. Khi một người trở thành minh sư, họ có thể cứu vô số chúng sinh từ thiên đàng cho đến địa ngục. Họ có thể cứu bất cứ chúng sinh nào và có thể đến bất cứ cảnh giới nào. Cách thứ ba để có được giải thoát là có họ hàng hoặc thân hữu với người đã thọ pháp. Dù quý vị đã chết, đã ở trong địa ngục, nhưng nếu cháu chắc của quý vị được thọ pháp với một vị đại minh sư, thì quý vị cũng được siêu thăng và lên thiên đàng. Nếu là bạn của một người thọ pháp, chúng ta cũng được vị minh sư giúp đỡ. Đó là ba đường lối để giải thoát. Dĩ nhiên, tôi nhấn mạnh đến con đường tự mình tu hành bởi một khi chúng ta thọ pháp và bắt đầu trên đường tu hành để đi đến đại khai ngộ thì nhiều thế hệ quá khứ hiện tại và vị lai cũng sẽ được siêu thân chuẩn bị cho cái chết chúng ta chuẩn bị rất kỹ cho việc sanh con nhưng sao không chuẩn bị kỹ như vậy cho cái chết của mình cũng là điều quan trọng nhất khi chúng ta sanh con có nhiều người đến chăm sóc, nhưng đến lúc lìa đời, không ai có thể ở bên cạnh chúng ta, mặc dù đó là lúc chúng ta cảm thấy đau khổ và cô đơn nhất. Chết trở thành trải nghiệm đau đớn nhất vì chúng ta không chuẩn bị. Thân thể của chúng ta có chính cửa như là mắt, tai, mũi, vân vân. Chúng ta cũng có thể dùng bất cứ cửa nào để ra khỏi thân thể, nhưng khi chết chúng ta phải đầu thai vào những cảnh giới thấp hơn. Ví dụ như một cái nhà, nếu quý vị vội vã rời khỏi bằng cửa sổ, quý vị có thể bị bầm sưng nhiều chỗ. Quý vị phải dùng cửa trước. Nhưng chúng ta không ra được nếu cửa không mở. Chỉ có một cửa mà từ đó quý vị có thể đi đến thế giới cao hơn, nó không thể thấy được bằng mắt trần. Chỉ có Đại Minh sư mới mở được cửa đó. Vì tự mình không mở được, chúng ta phải nhờ những người đã tự mở được cửa của họ để hướng dẫn cho chúng ta cách mở. Sau đó, mỗi ngày chúng ta thực hành cách đóng mở các cửa đó. Và đến ngày rời khỏi thân thể, chúng ta sẽ không gặp trở ngại. Lúc truyền tâm ấn, tôi sẽ chỉ cho quý vị cách chết thế nào. Rồi sau đó, quý vị phải thực hành mỗi ngày. Quý vị nên dành mỗi ngày 2 tiếng rưỡi đồng hồ để tập chết. Nếu không, quý vị sẽ quên, bởi vì quý vị quá ràng buộc. Quá quen với thế giới này. Khai ngộ đại giác khai ngộ là tiến trình hiểu biết điều gì đó vĩ đại hơn đời sống hơn những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt phàm hoặc chạm vào được bằng công cụ vật chất đó là giây phút mà chúng ta bắt đầu biết có một cái gì vĩ đại hơn những thứ đó vị lãnh đạo thật sự của toàn vũ trụ đồng thời cũng ở bên trong chúng ta khai ngộ có nghĩa là sự thức tỉnh nội tại quý vị nhận thức rằng mình có một lực lượng lớn hơn những điều sử dụng hàng ngày rất nhiều Thông thường, chúng ta theo chiều hướng của ngã chấp, nhưng sau khi khai ngộ, chúng ta theo thiền ý. Chúng ta câu thông với ngài và nhận ra chân giá trị của mình, và đồng thời chúng ta trở nên rất khiêm tốn. Càng biết nhiều về bản thân thì chúng ta càng khiêm nhận hơn. Chúng ta biết có một lực lượng vĩ đại hơn trong vũ trụ mà trình độ hiểu biết của thế nhân không thể bàn luận và thấu đáo được. Cho nên chúng ta trở nên khiêm nhường nhưng rất mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta có một lực lượng vĩ đại hơn ở bên trong, sử dụng hàng ngày để tạo lợi ích cho người khác. Khi gõ đúng vào nguồn lực lượng khẳng định nội tại, điều mà Thiên Chúa giáo gọi là Thánh Linh ngự trong chúng ta, hoặc Thượng Đế vạn năng, chúng ta mở được nguồn lực mà lúc trước bị đóng. Một khi nguồn lực đó được mở ra, chúng ta có lực lượng như Chúa, như Đức Phật Chúng ta có thể giúp nhiều người Nhờ lực lượng thượng đế bẩm sinh này Và vì thấy được bên trong mọi người Ai cũng có cùng lực lượng ấy Nên chúng ta trở nên khiêm tốn hơn Và quý trọng mọi người Như những thượng đế sống Tâm Ấn Nhờ ân điển minh sư Và lực lượng thượng đế bên trong Lúc thờ tâm Ấn Chúng ta được gọi rửa Mặc dù chưa hoàn toàn tinh khiết Chúng ta thấy được ánh sáng, nghe được âm thanh khi chúng ta phá vỡ được cánh cửa ngọc tù bởi vì nó ở bên trên cánh cửa vật chất. Vì thế, chúng ta gọi là tức khắc khai ngộ, nghĩa là vào lúc tọa tâm ấn chúng ta câu thông với những cảnh giới cao hơn và không còn bị phân ly nữa. Hãy thí dụ, vào một ngày nắng ráo, quý vị ở trong nhà. Nếu không mở cửa, quý vị không thấy được ánh sáng. Tương tự, ánh sáng và âm thanh của Thượng Đế hiện hữu nhưng chúng ta bị khép kín trong ngục tù của tư tưởng thành kiến và hành động từ bao nhiêu kiếp nên không thấy không nghe được lúc thọ Tâm ấn vị minh sư cho chúng ta cơ hội một lần khai thông dứt khoát nhưng chúng ta phải tiếp tục tu hành vì còn rất nhiều cảnh giới để khám phá thật ra thọ tâm ấn chỉ là bước đầu mặc dù đây là bước khởi đầu hết sức to tát bởi vì nhiều người phải tu luyện từ luân xa thấp nhất cho đến cao nhất, thời gian có thể lên đến 10 năm. Trong khi chúng ta bắt đầu ngay từ điểm tối cao, vị Minh sư kéo toàn bộ lực lượng lên đỉnh đầu để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng. Đây, mắt trí huệ là cánh cửa thiên đàng và quý vị sẽ đi đến nhiều dinh thự. Khi truyền pháp này, chúng tôi không nói là quý vị sẽ được sự khai ngộ tốt đẹp nhất. Quý vị sẽ được điều mà trước giờ chưa từng được, sẽ có cảm nhận trước giờ chưa hề biết qua, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất đẹp và rất đơn thuần. Đó chính là ý nghĩa của sự rửa tội khi Chúa Giêsu được Thánh John Baptist rửa tội. Lời Pháp Cam Lồ Dù quý vị là nữ giới, cũng đừng hành động như con nít yếu đuối. Vì quý vị không yếu đuối, đừng tin rằng quý vị yếu đuối rồi lấy cớ để được người khác thương hại vì đó cũng là rác rến sự thương hại cũng là rác rến quý vị đã có quá nhiều rác rến rồi thượng đế sao lại muốn thương hại để làm gì đừng chấp vào những vấn đề nhỏ nhặt mà thế giới đem đến cho quý vị nó chỉ là bụi bặm dính lên người khi đang đi trên đường quý vị có thể kệ nó ở đó hoặc phủi nó đi tùy ý. Nhưng nếu muốn để bụi bặm ở đó thì đừng than phiền. Hãy là một đại ngã. Tôi tin tưởng vào đại ngã này cho nên tôi làm những gì tôi làm. Đại ngã của quý vị, đại ngã của tôi chỉ là một đại ngã. Đó là cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế. Ngoài cái này ra, không có Thượng Đế nào khác. Cho nên hãy tìm Thượng Đế này, luôn luôn tin cậy vào Thượng Đế này và đừng lo gì bụi bặm Chúng ta lúc nào cũng có thể rửa nó đi bằng ánh sáng và âm thanh. Chớ sợ hãi vì chúng ta không có gì để mất. Chúng ta không bao giờ được cái gì vì chúng ta có mọi thứ. Chúng ta không bao giờ mất cái gì vì chúng ta có cả vũ trụ. Khi quý vị ở trong nhà, đó là ngôi nhà của quý vị. Cho nên khi chúng ta ở trong vũ trụ này, nó là vũ trụ của chúng ta ngay cả trên quan điểm của trí óc chúng ta là chủ nhân của vũ trụ cho nên đừng coi thường chính mình và hãy nhớ quý vị là ai quý vị không cần gì cả không xin xỏ gì cả mà chỉ bố thí quý vị bố thí từ năng lực của mình từ phẩm tính tốt của mình từ phẩm tính thượng đế của mình cho nên đừng bận tâm đến những việc nhỏ mọn làm quý vị khó chịu không có gì làm quý vị khó chịu hết nếu đừng để nó khó chịu mình quý vị được phép phạm lỗi lầm đôi lúc để học hỏi lần tới quý vị sẽ nói ồ điều này sai không sao đừng lo quý vị không thành phật qua đêm phạm lỗi lầm không sao hãy tha thứ cho mình và cố gắng trở lại quý vị không bao giờ biết đó thật sự là lỗi lầm không đôi khi điều đó đã hoạch định để quý vị làm theo cách đó hãy tách rời mình khỏi tất cả trách nhiệm miễn là quý vị không cố ý làm chỉ để đi ngược lại giáo lý của sư phụ hay gây hại gì đến người khác vậy thì không sao nếu thượng đế lấy đi từ chúng ta thứ gì ngài sẽ ban cho thứ khác và chúng ta phải có đủ sức mạnh tinh thần và trái tim mở rộng để cảm tạ khi được ngài ban cho một điều gì mới để thử nghiệm để có một cuộc mạo hiểm mới thử thách mới khả năng sáng tạo mới chúng ta không bao giờ biết điều gì thật sự tốt cho mình. Chúng ta phải luôn cởi mở và chấp nhận, rồi chúng ta sẽ thấy là cuộc đời rất tuyệt diệu, hoàn toàn hài hòa và tốt đẹp, và là một ăn sủng mỗi ngày, 24 tiếng đồng hồ, không có vấn đề gì cả. Đôi khi vị thầy lấy đi một thứ gì từ chúng ta và chúng ta cảm thấy rất khổ sở. Chúng ta nghĩ sư phụ không quan tâm. Sư phụ biết rõ ta thích cái đó, tại sao ngài lấy đi? Nhưng thật ra không phải như vậy. Về sau, quý vị sẽ sung sướng khi biết rằng tôi đã thanh toán chuyện đó dùm cho quý vị. Đúng như vậy đó. Bất cứ gì Thượng Đế ban cho quý vị hoặc hoàn cảnh nào ngài đặt quý vị vào, đều tốt cho quý vị. Bất cứ tài năng gì ngài phú cho, đều tốt cho quý vị bất cứ những gì quý vị trải qua tốt hay xấu đều tốt cho quý vị mặc dù bây giờ quý vị không thấy quý vị sẽ thấy về sau hoặc giây phút lìa trận đừng lo mọi việc đều hoàn hảo thật vậy hãy là một vị thánh và đồng thời hưởng thụ thế giới hãy là một vị thánh giàu có xinh đẹp khi tôi mới khai ngộ chút đỉnh tôi đi theo con đường của rất nhiều vị thánh trong quá khứ và buông bỏ tất cả tôi không màng điều gì không muốn điều gì không điều gì hấp dẫn đối với tôi nữa nhưng rồi thượng đế nói với tôi con phải có tất cả ta sẽ cho con tất cả mọi thứ hơn tất cả những điều con từng mong muốn hay cần thiết con phải biểu lộ cho thế giới biết rằng ta là đức cha và ta có thể cho con bất cứ gì và tất cả mọi điều cũng như là sự khai ngộ tâm linh con không cần phải buông bỏ bất cứ điều gì để yêu thương ta bởi vì ta yêu thương con dù con có là người thế nào đi nữa sư phụ khai thị cần dũng cảm để thực hành bồ tát đạo ở gần tôi không dễ nếu quý vị bằng lòng là một người ngu ngơ hay gì đó thì được trong trường hợp quý vị muốn được mau thành phật đạt giải thoát hoặc thành đạo và liễu ngộ nhiều chuyện thì rất khó đầu óc của quý vị chịu không nổi không quen làm phật bồ tát khi tôi dạy quý vị cách trở thành phật hoặc bồ tát quý vị nên làm một cách mau mắn có trách nhiệm làm việc cần mẫn không màng đến thời gian ban đêm hay ban ngày buồn ngủ hay đói bụng rồi quý vị chịu không nổi vì không quen Tại thế giới này, chúng ta có thói quen làm việc 5 ngày và nghỉ một ngày, hoặc ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi. Hoàn cảnh của Phật Bồ Tát thì khác. Các ngài phải tỉnh táo suốt 24 tiếng để xử lý những công việc vô hình. Đôi khi việc hữu hình cũng phải vậy. Bỏ ngủ vài đêm liền cũng không sao. Họ không màng thân thể có mệt nhọc hay không. Có việc là phải làm. Họ không nghĩ, ồ, bây giờ là giờ nghỉ ngơi của mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật, Tết Trung Thu, năm mới. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Trong những ngày này, quý vị càng bận rộn hơn mà thôi, bởi càng có nhiều người cầu quý vị và muốn gặp quý vị. Khi họ nghỉ lễ là họ muốn đến gặp quý vị. Công việc vô hình là phải tiến hành mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, bất kể giờ nào. Quý vị không thể hy vọng được quả vị Phật Bồ Tát nếu quý vị không muốn làm công việc của các ngài. Quý vị ngồi trên ngai vàng, quý vị không làm gì để trị quốc và không biết gì về chính trị, không thể như thế được. Trân quý cơ hội ngàn vàng để thành đạt về tâm linh Nói chung thì trong vũ trụ và trên tinh cầu này, tương đế tạo ra rất nhiều thứ để con cái ngài hưởng thụ. Những thứ vật chất cũng như những thứ trừu tượng. Những thứ vật chất cho chúng ta sự tiện nghi, giàu sang, phú quý, và nhiều sự thỏa mãn ở thế giới ta bà này mặt khác trí huệ tâm linh trừu tượng thì cho chúng ta sự sung sướng hạnh phúc và sự sống trường cũ trong khi sống trong căn nhà địa cầu rộng lớn này anh chị em chúng ta có người thành công về mặt vật chất có người thành công về mặt tâm linh có người thì thành công cả hai phương diện nhưng cũng có người chẳng may lại thất bại cả hai những người thành công về phương diện vật chất quá vui hưởng những tiện nghi về vật chất và nhiều khi gặp phải tác dụng phụ đó là quên mất sự giá trị tâm linh mà thượng đế đã dành cho tất cả chúng ta còn những người thành công chỉ về mặt tâm linh thôi thì đôi khi không thiết gì tới những thành đạt về vật chất điều này có thể gây ra một tác dụng phụ khác đó là làm cho người ta nhìn thấy như vậy rồi nghĩ rằng theo thượng đế tu hành có nghĩa là đi vào con đường nghèo khổ và đối với những người thành công trong cả hai phương diện vật chất lẫn tâm linh thì cũng có thể bị tác dụng phụ người ta sẽ nghĩ rằng theo thượng đế gì mà kỳ vậy sang quá vậy trông không giống xuất gia gì cả cho nên mọi thứ đều bị tác dụng phụ bởi vì đầu óc chúng ta quen theo chiều hướng này hoặc chiều hướng kia ít khi nào biết trung hòa phương diện vật chất và phương diện tâm linh để làm cho cuộc sống của mình hoàn hảo một số người trong chúng ta có thể chọn gặt hái về vật chất lẫn tâm linh thật ra là tùy ý của mình bởi vì chúng ta là con cái của thượng đế chúng ta muốn chọn đàn nào cũng được nhưng phải biết làm sao để chọn muốn chọn thành công trên cõi đời vật chất này chúng ta phải làm việc vất vả phải biết kỹ thuật làm ăn cần đầu tư khi thời cơ đến để kiếm được nhiều tiền sau đó lại phải đúng thời đúng lúc quen biết đúng người và đầu tư đúng cách muốn được thành công trong sự hiểu biết tâm linh về thượng đế chúng ta phải làm giống vậy phải tìm đúng cơ hội quen biết đúng người người nào biết con đường tâm linh để trở về với thượng đế và có thể giúp chúng ta nhớ lại con đường mà chúng ta đã quên và điều thú vị là sau khi thành công trong sự tu hành thường thường chúng ta cũng thành công về vật chất bởi thế thánh kinh mới có câu Hãy tìm thiên quốc trong con trước rồi tất cả những thứ khác sẽ được thêm vào. Lúc đó chúng ta có thể chọn buông xả, bỏ qua tất cả những thành đạt vật chất ở đời hoặc chọn thành công trong công việc làm ăn và dùng những lợi ích này để giúp đỡ những anh em kém may mắn hơn cũng như giúp đỡ chính mình. Một số người chúng ta có thể ganh tị những ai thành công trong thương nghiệp nhưng không hiểu là họ phải bỏ ra biết bao công sức, thời gian và hy sinh trong công việc để đạt được những gì họ có. Chỉ vì những thứ vật chất vô thường, dễ bị hủy diệt và không tồn tại này mà chúng ta làm việc ngày 8, 10, 12 hay 14 tiếng đồng hồ. Chúng ta quên cả vợ, quên cả con, quên cả bạn bè và nhiều khi còn bị căng thẳng tinh thần, đau ốm, già nua và đủ thứ khó chịu chỉ vì muốn thành công về vật chất. Và dĩ nhiên, nhân tiện chúng ta cũng quên luôn thượng đế đa số người khi quá bận họ cũng quên luôn cả chính bản thân mình nữa. Bây giờ nói về phương diện tâm linh, chúng ta phải làm việc bao nhiêu để được thành công trong việc liễu ngộ Thượng Đế? Trong việc đoạt lại nguyên cả một thiên quốc trong vũ trụ cho chính mình. Phải làm nhiều bao nhiêu? Gần như là không. Không phải trả đồng nào, không điều kiện, không gắng sức, không trói buộc, không gì cả. Không mắc mát, không bị rủi ro mà chỉ có được thôi tại sao tại vì chúng ta là con cái của thượng đế mình đã có sẵn rồi đã có trong túi rồi thì không phải trả quý vị đâu phải trả tiền để được da đâu phải trả tiền để được tóc đâu phải trả tiền để được nụ cười đẹp tất cả đã có ở đó rồi tương tự như vậy thượng đế ngự bên trong chúng ta tất cả kinh điển tôn giáo đều nói thượng đế ở bên trong chúng ta, như vậy có nghĩa là chúng ta là thượng đế, có nghĩa chúng ta là một thể với thượng đế hay tối thiểu cũng là con cái của thượng đế, con cháu của đấng tối cao, đấng toàn năng, đại tri, đại giác, đại sở hữu, đại lực lượng. Cho nên, muốn biết lại mình thật sự là ai, mình thật sự vĩ đại như thế nào, chúng ta phải biết cách làm sao để mà lấy lại Muốn thành công trên cõi đời vật chất này, chúng ta phải biết cách làm ăn. Cũng vậy, muốn thành công trong thế giới tâm linh, chúng ta phải biết cách để tiếp xúc với nguồn cội của đại lực lượng tâm linh. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, không thể mãn nguyện với một cuộc sống nghèo đói, khổ sở, một đời sống thiếu hạnh phúc hoặc bất lực phải bó tay, van xin cầu khẩn đủ thứ mà chẳng được gì cả. Chúng ta phải chứng minh cho mình thấy Như lời Kinh Thánh nói Các con là con cái của Thượng Đế Rằng Thượng Đế ngự bên trong mình Và những gì mình muốn Gõ thì cửa sẽ mở Xin thì sẽ được Chúng ta muốn tự xác minh điều này Vì chúng ta muốn vinh danh Thượng Đế Đó là cách duy nhất để vinh danh Ngài Chứ không phải cúi đầu lại mỗi ngày 100 lần Không phải là nhịn ăn Không phải là nói lớn với Ngài mà bằng cách chứng tỏ sự vẻ vang huy hoàng của ngài thành công trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống vật chất của chúng ta tức là chúng ta đã vinh danh cha chúng ta và chứng tỏ ngài hiện hữu nghe thì thấy như là công việc to lớn lắm nhưng không có gì phải làm nhiều thí dụ như nếu tôi đeo chiếc nhẫn trên tay nếu muốn nhìn thì tôi tháo nó ra nhìn dễ như vậy biết Thượng Đế dễ như vậy đó. Tôi tới đây không phải để dạy dỗ quý vị điều gì mới lạ hoặc làm thầy quý vị. Tôi chỉ tới đây để nhắc nhở quý vị làm sao để chứng minh rằng cha chúng ta thương chúng ta đồng đều. Rằng Đức Chúa Trời quả thật là đắng toàn năng và chúng ta quả thật là con cái của Ngài. Muốn làm được như vậy, chúng ta chỉ cần yên lặng một đôi lúc trong đời sống thay vì nằm đó không làm gì cả chúng ta nên biết cách tập trung tư tưởng rồi sau đó mới có thể cầu thông với thượng đế trước tiên chúng ta có thể thấy ngài một chút rồi sau này mỗi ngày thấy thượng đế thêm chút nữa rồi chút nữa khi mình cầu thông với ngài rồi mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn mỗi ngày thông minh hơn tự tại hơn mãn nguyện hơn vui sướng hơn khai ngộ hơn cái gì cũng hơn hết rồi cuối cùng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn toàn nhớ lại mình là ai. Lúc đó sẽ có thể tuyên bố giống như Chúa Giêsu tuyên bố, ta và Cha ta đồng nhất thể. Mỗi người chúng ta đều làm được bởi chúng ta đồng thể với Đức Cha. Nếu quý vị muốn nhớ lại điều này thì tôi sẵn lòng bỏ thời giờ nỗ lực ra để mà giúp quý vị. Tôi rất hân hạnh Master Thanh Hải vô thiền sư khai thị tại Tây Ban Nha ngày 5 tháng 5 năm 1999 Nguyên văn tiếng Anh Băng thâu hình số 644